Chào mừng mọi người quay trở lại với kênh Forex Show Em Bay. Mình là Hoàng, người sáng lập ra kênh. Thì trong video hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho mọi người cách để lập ra các danh mục theo dõi của từng đồng tiền chính trong thị trường Forex. Để từ đó mọi người sẽ biết được cái cặp tiền nào sẽ là cặp tiền mà tăng giá mạnh nhất. Đấy chính là cái cặp tiền mà chúng ta sẽ vào lệnh. Thì ở đây mọi người thấy mình đang lập ra các danh mục theo dõi. Đầu tiên đó chính là của đồng đô la Úc này, AUD này. Ở đây mình gom 7 cái cặp tiền liên quan tới đồng đô la Úc, mình sẽ bỏ vào trong này. Tiếp theo đó chính là đồng tiền Canada. Đấy, 7 cặp tiền liên quan tới đồng Canada mình sẽ bỏ vào trong này. Tiếp theo là CHF này, 6 cặp tiền CHF mình sẽ bỏ vào trong này. Đấy, tiếp theo là Euro này. Đấy, bảng Anh này. Yên Nhật này. New Zealand này. Đấy, và USD này. Đấy. Đấy chính là những cái danh mục theo dõi mà mình đã lập ra. Vậy thì mình lập ra các danh mục theo dõi này để làm gì? Đầu tiên mọi người thấy khi mà mình lập ra các danh mục theo dõi của từng đồng tiền như thế này có phải là gọn gàng hơn đúng không? Rất gọn gàng là đáng khác. Thứ hai là mọi người dễ dàng tìm thấy những cái cặp tiền mà mọi người muốn theo dõi. Ví dụ ở đây mọi người muốn tìm cặp tiền là Euro trên CHF đúng không? Thì mọi người chọn cái đồng Euro này. Đấy, sau đó mọi người mở Euro CHF là được. Đấy, khá là đơn giản, không mất quá nhiều thời gian để mọi người phải kéo đi kéo lại để tìm. Thứ hai, đấy, thứ hai đây chính là cái mà quan trọng nhất mình muốn giới thiệu cho mọi người. Đó chính là khi mà mọi người lập ra chi tiết như thế này thì mọi người sẽ biết được đồng tiền nào đang là cái đồng tiền tăng giá hay là giảm giá mạnh. Mình lấy ví dụ như là cái đồng tiền Y Nhật ở đây, mọi người thấy này, 6 cặp tiền đấy, liên quan đến đồng Y Nhật đều tăng. Đấy, AZ này đấy, tăng 0,76% này, tăng 62 pip này. Đô la Canada trên Y Nhật này tăng 32 pip này. Đấy, Euro trên Y Nhật này tăng 55 pip này. Bảng Anh Y Nhật 62 pip này. Đây mọi người thấy 6 cặp đều tăng. Đấy, vậy thì chứng tỏ điều gì? Chứng tỏ đồng Y Nhật đang giảm mạnh. Đấy, đúng không? Đúng là 6 cặp mà đang tăng thì chứng tỏ đồng Y Nhật đang giảm mạnh đúng không? Ở đây mọi người quay sang cái đồng đô la Úc. Mọi người thấy này, đô la Úc USD đấy, hầu như là không tăng không giảm. Đô la Úc trên Y Nhật tăng này. Đô la Úc trên Canada tăng này. Đô la Úc trên New Zealand tăng này. Đô la Úc trên CHF tăng này. Đấy, bảng Anh trên đô la Úc giảm này. Euro trên đô la Úc giảm này. Vậy thì chứng tỏ điều gì? Chứng tỏ là đồng đô la Úc đang tăng. Đấy, vậy chúng ta biết được rằng đồng đô la Úc đang tăng mạnh, đồng Y Nhật đang giảm mạnh. Vậy thì chúng ta sẽ làm gì? Tất nhiên là chúng ta sẽ phải để ý tới đồng đô la Úc trên Y Nhật để chúng ta buy vào, đúng không? Đơn giản bởi vì đô la Úc đang tăng, Y Nhật đang giảm thì chắc chắn đô la Úc trên Y Nhật sẽ tăng. Vậy thì chúng ta sẽ buy. Đấy chính là cái lý do thứ hai mà mình muốn mọi người lập ra từng danh mục theo dõi như thế này. Đấy, mọi người vừa dễ dàng quan sát thị trường, vừa tìm được những cái cặp tiền có độ tăng giá mạnh để mọi người vào lệnh. Vậy thì cách lập ra các danh mục theo dõi này như thế nào thì khá là đơn giản. Mọi người vào Create New List này. Đấy, sau đó mọi người điền tên. Mình lấy ví dụ ở đây là In Nhật đi, In Nhật Demo nha. Đấy, sau đó mọi người save này, lưu nó lại. Ở đây mọi người sẽ thêm các cặp tiền. Ở đây mọi người bấm vào dấu cộng này. Ở đây mọi người sẽ chọn In Nhật này. Đó, quên USD thì In Nhật này. Đấy, thêm vào thôi. Rồi AUD trên In Nhật này. Đấy, sau đó lại Euro trên In Nhật này. Đấy, sau đó lại CAD đô la Canada trên In Nhật này. Tiếp theo là GBP GBY này. Tiếp theo là New Zealand trên In Nhật này. Đấy, ok, đã đủ. Đây là 6 cái cặp tiền liên quan đến đồng In Nhật mọi người đã vừa thêm vào trong các danh mục theo dõi của In Nhật Demo mà mình vừa hướng dẫn cho mọi người. Đấy, các cặp tiền khác mọi người sẽ làm tương tự. Khá là đơn giản đúng không?
Tuy nhiên ấy, cái chức năng mà lập ra nhiều danh mục theo dõi này ấy, chỉ có ở trên bản TradingView Pro thôi. Còn cái bản mà Basic, cái bản Free ấy, thì mọi người thì nó chưa hỗ trợ cái chức năng này. Mọi người có thể là cân nhắc cái việc nâng cấp lên tài khoản Pro để sử dụng. Thì mình có để cái đường link về thông tin tài khoản TradingView Pro dưới phần mô tả để mọi người có thể là nhấn vào để tham khảo thêm thông tin. Rồi video này mình cũng xin kết thúc ở đây. Chúc mọi người một ngày làm việc hiệu quả.